em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Nam ra trước đi anh Linh ơi, cho nó hên. Mời bạn Nam. Chào bạn. Vâng, em chào anh. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng. Rồi, mời anh ngồi. Vâng. Dạ. Trời. Vâng. Cao cao lên. Vâng. Anh tên là gì? Dạ, em là Nguyễn Văn Thành. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi? Dạ. Làm nghề gì? Em làm quản lý một công ty cơ khí ở Đồng Nai, Biên Hòa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu à. Xin mời bạn. Dễ thương quá. Em giới thiệu về mình đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Hồng, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang công tác ở Tây Linh. Em làm bên ngành quản trị chất lượng. Năm nay em 26 tuổi. Theo cái tuổi của người Bắc, tụi em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Và ngày hôm nay em đến với chương trình này để tìm cái đối tượng của mình. Nếu như mà tìm được thì cảm ơn chương trình nhiều nhiều. Chào em Hồng. Chào anh Thành. Rồi. Anh thì quê bạ dạ vâng em. Em là con của Hiền Quan Họ, là người quê con Bắc Hiền Quan Họ. Vâng, Bắc Linh, Kinh Bắc. Em vào đây sống cũng làm được 3 năm ở trong này. Mấy năm? 3 năm. 3 năm. 3 năm. À, 3 năm. Vâng. Bạn nói là sống ở quê Quan Họ, Bắc dạ, Ninh. Dạ. Thì quê Quan Họ Ninh là một trong những cái nơi mà khi nói nó thì nói đến những cái câu Quan Họ. Dạ vâng. Bạn có biết hát Quan Họ không? Em thì hát thì không hay. Đến với chương trình thì cũng có đôi câu Quan Họ để thể hiện tấm lòng của người Bắc Linh. Rồi. Thể hiện mình là người Bắc Linh. Vâng. Hát này ta biết mình ở Bắc Linh. Rồi vô đi, vô và, đi. Vô dạ. Đi bạn hát hài bạn. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình từ na. Người Bắc Ninh vốn trọng dân giao duyên nối a. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Dạ vâng. Em hát cũng hay. Sao em? Nghe anh thấy sao? Anh ở chỗ nào của Bắc Linh ạ? Anh ở thành phố Bắc Linh ạ. Tại vì bạn em thì có người ở Bắc Linh nhưng mà em chưa về Bắc Linh lần nào. Em nghe nhiều về Quan Họ rồi ạ. Nhưng mà hôm nay nghe hát trực tiếp thì nó thấy nó khác đúng không? Nói chung nó khác hơn ở trên TV. Anh không biết hát. Không, nhưng mà quan trọng là em cũng không cần cái tài năng hát của anh. Em chỉ quan trọng tấm lòng của anh như thế nào thôi ạ. Thế bạn tự giới thiệu ưu điểm của bạn và khuyết điểm của bạn. Nếu mà ưu điểm và khuyết điểm thì nói chung là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Nói về ưu điểm thì đọc mãi ra thì được 3 cái. Đó, thứ nhất là nhiệt tình, đảm đang, thẳng thắn. Còn về khuyết điểm thì rất là nhiều. Nói nhiều, thẳng thắn quá. Gia trưởng trong gia đình em là người quyết định mọi thứ. Có một anh hỏi em là em có nghĩ em là lét không? Em trả lời một câu rằng là em thích trai đẹp chứ em không thích gái. Thế nên em biết giới tính thật của mình là gì. Bạn Nam thấy sao? Em thấy ở bạn gái cá tính. Cá tính. Vâng. Anh có những ưu khuyết điểm thế nào? Nói luôn cho bạn gái biết. Ưu khuyết điểm của em. Em có ưu điểm là thẳng thắn, quyết đoán. Quyết đoán hay là dám? Quyết đoán. Quyết đoán nó khác gia trưởng anh. Rồi có. Có gì? Có nghĩa là có bản lĩnh. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em nhận thấy là em sống chậm. Cái thứ hai là cũng nhát gái. Cái thứ ba nữa là kỹ tính. Hơi kỹ tính. Vâng, chút. Đó là những khuyết điểm của anh. Anh được trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. 3 rồi? Dạ vâng. Ít nhất là bao nhiêu lâu và nhiều nhất là bao nhiêu lâu? Nhiều nhất thì cũng khoảng độ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Dài quá nha. Dạ vâng. Thế sao là chia tay? Lý do thì cũng do em coi trọng sự nghiệp. Đặt sự nghiệp mà nó lên trên khá cao. Dẫn đến chia tay. À, thì là thứ hai là không hòa hợp. Thế Hồng nghĩ tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là do môi trường làm việc của em. Với lại cũng do tiêu chuẩn của em cao. Thì người như thế nào? Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Cao 1m7 trở lên. Công ăn việc làm ổn định. Với anh đã ổn về kinh tế rồi. Và bây giờ là xác định là mình chỉ lo cho gia đình nữa. Hơi cao ạ? Sao anh? Có đáp ứng nhu cầu được không? Không. Em muốn nghe thêm tiêu chuẩn chứ. Nghe thêm phải không? Rồi. Điều gì bạn không thích? Điều em không thích ở người con trai đó là keo kiệt và tính đàn bà.
Tại vì những người đàn ông tính đàn bà là không thể chấp nhận được. Mối quan hệ sẽ không bền lâu được. Bạn có cái mẫu người đàn ông lý tưởng nào mà bạn... Có. Đó là một là giống bố em, hai nữa là giống anh Quyền Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? À, hôm nay em đến với lại bạn em. Bạn em của em. Rồi. Bạn Hân. Dạ, em chào anh Linh và chị Tường ạ. Ừ, chào em. Dạ, em là Hân, là bạn của Hồng ạ. À, bạn chơi với Hồng lâu chưa? Dạ, cũng khoảng hơn 2 năm rồi chị. Bạn hiểu rõ tính cách của Hồng chứ đúng không? Bạn em rất là tốt, mạnh mẽ. Từ một cô gái từ ngoài Bắc mà vô Nam sống là rất là mạnh mẽ. Dạ. Thấy anh bên kia sao? Có phù hợp với Hồng không? Thấy anh cũng khá tốt, có nhiều điểm giống với bạn Hồng. Em nghĩ là cũng phù hợp ạ. Rồi anh có đi với người thân của mình không? Dạ vâng, em đi cùng với cả là chị gái. Chị gái chị, rồi, vâng. Cho gặp chị gái nào. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình như nó như là một chiếc cầu nối để cho các bạn trẻ tìm đến với nhau. Em cảm thấy như là em gặp một người này em cảm thấy rất là hợp. Nhưng còn như thế nào nữa thì phải cần có thời gian. Dạ, cảm ơn rồi, chị. Cảm ơn chị. À, Hồng ơi, em nói là 26 tuổi là gia đình đã hối là lấy chồng rồi đúng không? Nếu bây giờ được thì em nghĩ bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Đối với bản thân em thì mẹ hối mà bên này cũng ưng á, thì chắc là sang năm. Sang năm là sang năm mới á. Nếu được thì hai bên sẽ tiến tới á. Rồi, cảm ơn bạn. Anh thấy là người phụ nữ bên kia quá mạnh mẽ. Rồi. Vậy em có lo không? Bởi vì người phụ nữ mạnh mẽ quá họ sẽ làm chủ gia đình. Em thấy là thẳng thắn. Ừ. Dạ là rất là tốt. Em thì em yêu cầu là thứ nhất là tâm lý. Tâm lý kia là tâm lý rồi đó. Vâng. Cá tính. Có đấy. Có hiện đại xong vẫn giữ nét truyền thống. Rồi anh hiểu rồi. Vâng. Bây giờ anh sẽ xem cô ấy thế nào nha. Có hợp với em không? Rồi. Anh Quyền Linh. Xin chào chị. Dễ thương. Em mới 26 anh Quyền Linh. Anh gọi lịch sự thôi, anh gọi các tường cũng bằng chị mà. Ủa chị Cát Tường vậy là không được đâu. Mình còn trẻ, phải nhận làm em. Lanh lắm. Ông chồng rất là lanh. Rất tự tin. À, rất là tự tin, bản lĩnh ha, cá tính. Cái này thì em không dám. Ba em thì chị không biết. Nhưng mà tự nhiên sao em đã nói thích người giống như anh Quyền Linh. Ý cho anh già ba cổ người gia đình. Rồi, giờ bạn trai là phải cao hết 7 lắm phải không? Coi tại vì em thấp quá. Dạ, vâng, em chào chị. Vâng, chào anh. Anh cao được nhiêu? Dạ em 1m65. 5, 6, 5. Anh thấy cô bên này có nói nhiều quá không? Phụ nữ thì nói nhiều một chút chắc cũng không sao. Coi như là nói nhiều không ngại vấn đề gì hết đúng không? Vâng. Như vậy hiểu rồi. Chúng ta sẽ cho hai người gặp nhau để nhìn nhau, cảm nhận về nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Kéo màn lên. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Chào em. Chào em. À, rất vui được gặp em. Với một em gái thấy cá tính, xinh. Khi mà nghe anh nói thì em thấy có một cái đồng điệu với quê em. Đó là ngọc chữ N và L. Anh với mình chỉ có ở đây 2 phút thôi. Dạ. Nên mọi cái thì anh nhường cho em 2 phút thoải mái. Anh nghĩ sao về vai trò của người chồng trong gia đình ạ? Bản thân về kinh tế phải là trụ cột. Cái thứ hai nữa là công việc thì phải chia sẻ thôi. Nếu hai người lấy nhau thì ai sẽ quản lý tiền nong? Thực sự theo người Bắc á, thì con gái tốt hơn. Bạn có chịu làm dâu không? Thực sự thì mẹ em cũng dạy em là con gái miền Bắc thì nên phải biết làm dâu chứ đừng bao giờ về làm má chồng. Ok, ok. Ok, ok. Một câu cuối cùng. Anh đi trước. Em anh không... anh trước đúng không? Sao? Lúc đầu anh nghe, anh khi chưa kéo rèm xuống thì anh nghe thấy nghe cá tính khá dữ dội. Và bây giờ thì chuyển biến tốt. Rồi anh thì anh muốn là một cơ hội sẽ tốt cho cả hai anh em mình. Đến được với nhau. Dạ. Còn... Ok không? Thằng ok không? Chồng với nhau. Em chưa nói là đến xa hơn. Ok chưa em? Ok chưa? Rồi. Hết muốn biết như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ. Mời anh để tay vào nút bấm, nút phía sau đây. Dạ. Đây. 1. Suy nghĩ kỹ nha. 2 3. Ok rồi. Ủa sao sao mà anh biết ok rồi? Em nghe thấy tạch. Em nghe cái tạch hả? Dạ vâng. Vậy ta? Vậy mình có thể nắm tay nhau về quê không? Em thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào? Nói chung là cảm giác là thực ra tay anh rất giáp. Anh là người dân cơ khí. Cái giáp đó là giáp lao động. Dạ đúng rồi. Mình phải tự hào. Trước tiên là gửi tặng hai bạn. Dạ vâng. Cặp vé xem phim. Em cũng chân thay mặt
chân thành cảm ơn em mặc ai? Thay mặt em Hồng chân thành cảm ơn anh chị cùng tất cả những anh chị mà đã có những cái thời gian mà giúp đỡ bọn em trước đó cắt tinh một lần hai rồi sau cánh gà rồi rất nhiều lần mà em thì có khá nhiều yêu cầu nên là các anh chị cũng khá vất vả. Vâng, xin chân thành cảm ơn một lần nữa, chân thành cảm ơn. Em muốn nói ngoài luồng một chút là những bạn nữ người miền Bắc, nếu như các bạn có tự tin để lên chương trình này thì các bạn hãy cứ tiếp tục đăng ký. Tại vì người Bắc mình quan niệm là phải tìm chồng thì đừng lên truyền hình. Nhưng em nghĩ rằng lên truyền hình nhiều khi cũng tốt. Nên mong mọi phụ huynh người Bắc hãy thay đổi cái quan niệm đó và hãy để cho con cái mình tự do quyết định khi lên chương trình này tham dự. Hãy giúp đọc quan châu. Và... rồi, thấy hạnh phúc không? Dạ. Rồi, đó, nắm tay đi xuống đi. Tim đập rất là nhanh và hồi hộp được gặp bạn nữ. Dạ, chờ đợi lâu lắm rồi. Đây là một cặp vé xem phim đã được tặng, còn một cặp vé nữa không biết mình có được tặng hay không. Không được thì hai đứa mình đi coi. Không được, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mà. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai. Trước tiên xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Nhi, em đến từ quê hương Long An. Dạ. Rồi, mình đợi bạn nam của mình nha. Xin mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào quý vị khán giả có mặt nhà. Chúc quý vị khán giả ở nhà có một buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ cùng với gia đình ạ. Tập cái lời chào này lâu chưa? Dạ em cũng mới tập, run quá nên là bị liếu. Run quá hả? Dạ. Bạn tên gì? Dạ em tên là Lê Văn Lộc. Dạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên bán xăng ở dưới Biên Hòa. Bán xăng? Dạ. Nhiều tuổi? Bơm xăng. Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi bên kia là bạn Nhi nha. Dạ. Nhi ở Long An. Run quá nên là xin phép cho em gửi lời chào đến bên chị Cát Tường và bên ấy. Dạ chào anh ạ. Cảm giác thế nào khi mà bạn ngồi tưởng tượng một cô gái bên kia sẽ là người mình hẹn hò? Dạ rất là hồi hộp và tò mò. Tò mò. Dạ. Nói giờ có cảm giác đó chưa? Dạ hình như là chưa. Có giờ bạn rung vậy chưa? Dạ chưa luôn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình mà giờ còn rung. Nhưng mà cái cảm giác nó rung là rung sao? Dạ. Rung vì hồi hộp chờ người kia hay là sợ? Dạ. Lo sợ nhút nhát trước khán giả? Tim đập rất là nhanh và hồi hộp được gặp bạn nữ. Chờ đợi lâu lắm rồi. Nhi thì sao? Mình quê ở Long An hả? Nhưng mà dạ. Làm việc ở đâu? Dạ em làm ở quê luôn chị. Làm ở quê luôn? Dạ. Là hôm nay lên đây để tham gia chương trình này thôi? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Nhi giới thiệu một chút xíu về mình, về tính cách của mình. Bạn bè nhận xét em là một người hiền. Ưu điểm của mình rồi khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là mọi người nhận xét là khuôn mặt của em thì nó không xinh nhưng mà được cái có cái đồng tiền dễ thương. Dạ. Xưa giờ mình có nhiều mối tình chưa? Mối tình trước đây thì nghĩa là người ta thích em mà em không thích. Ok, xưa giờ bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ chưa. Trước đây á em là một người khá lãng mạn. Hồi nhỏ thì hay xem Lọ Lem và Hoàng Tử thì em tưởng tượng là một ngày hoàng tử sẽ đến. Thì em cứ chờ tới 27 năm thì chưa có, cho nên hôm nay em tới đây để tìm. Chờ đâu mà 27 năm, lẽ mới sinh ra là chờ hoàng tử tới rồi. Thì mình đã có khi nào mình có hẹn hò, nắm tay rồi đi chơi đồ này kia gì chưa? Dạ chưa chị. Chưa một lần nào hết? Dạ chưa. Nhưng mà thật sự là tại sao bạn đến với chương trình bạn muốn hẹn hò? Cái môi trường làm việc của mình không tự mình tìm kiếm được hay sao? Tại sao bạn đến với chương trình? Dạ. Trong công ty của em thì cũng có nhiều anh, nhưng mà những anh mà cao hơn em á thì lớn tuổi hơn em thì đã có gia đình hết rồi. Với lại hồi đầu năm em có đi xem bói thì thầy bói có nói với em là tình duyên của em là phải qua mai mối. Em Dạ. Nghĩa là tin lời thầy bói phải không? Mai mối mới thành đúng không? Dạ. Bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em á là cao to, cao trên 1m7, cao hơn em, lớn tuổi hơn em. Bạn trai bên kia cao nhiêu vậy bạn? Bên đây cao lắm luôn á. Đáp ứng được không? Em thì 1m67, cũng tương đối. Có gia trưởng không? Dạ không, em là con trai lớn trong gia đình. Cái yêu cầu của bạn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em rất là đơn giản. Em không cầu kỳ về chiều cao, em chỉ cần
bạn nữ ngoại hình không mập quá, không ốm quá, vừa thôi. Vừa thôi. Em cũng khá dễ tính trong cái vấn đề mà ngoại hình. Và cái quan trọng nhất đó là cái em muốn tìm một người phụ nữ biết chia sẻ, biết làm công việc nội trợ, biết khôn khéo, đối nhân xử thế là được. Chứ lý do tại sao lúc trước các mối tình khác lại chia tay? Dạ, em cũng yêu đơn phương một mối tình, và một mối tình nữa là do không hợp về nhiều mặt nên là chia tay. Rồi, mà bây giờ nếu như bạn nữ lớn tuổi hơn mình xíu, bạn có ngại gì không? Dạ cũng không, tại vì trước đây em cũng tập lái máy bay rồi. Được một thời gian ngắn. Dạ mối tình thứ ba của em là hơn em 1 tuổi, quen được 3 tháng, thì gia đình phản đối là vì em nhỏ tuổi hơn. Rồi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ dì của em. Dì đang ngồi dưới. Dạ chào dì. Dì ơi, ở nhà mình là mình có hối thúc bạn Nhi lập gia đình chưa hả dì? Có, tại thấy này lớn tuổi rồi mà từ đó giờ nó chưa có bạn, nó thôi giờ lớn rồi thôi mở lòng đi coi, nếu mà thấy được thì tiến tới, chứ cũng lớn rồi. Thấy anh bên này sao? Thấy đẹp, đẹp hơn Nhi. Đẹp có duyên hả? Dạ yeah, được rồi, thôi cảm ơn. Còn bạn có người thân không? Dạ có, em đến đây là có sự cổ vũ của nguyên một fan là member trong group của em. Em một group nào? Dạ em ngoài công việc bán xăng thì em là admin của một group xe Eblex Biên Hòa. À vậy. Dạ. Em là trong vai trò leader của group đó. Thì group tụi em thì hoạt động theo hướng là làm công tác xã hội, tức là làm từ thiện và nhiều chương trình khác như là hiến máu và tặng quà cho những người cơ nhỡ, người nghèo. Đâu nhóm các bạn đâu đưa tay lên. Dạ. Rồi, wow, đông quá vậy. Nhóm trẻ trung thế này mà không lẽ không tìm được một người bạn? Dạ, nói chung là em ở trong group của em có rất là nhiều mem nữ. Thì thực ra em tiêu chuẩn rất là dễ, nhưng mà em nói dễ thì cũng là dễ, nhưng mà em có một số cái khó ở trong, ví dụ như em gặp bạn nữ đó và em thấy một cái điểm gì đó mà không thuộc trong cái gu của mình, giống như là ví dụ như thấy bạn đó hơi vô duyên tí, giống như em chở bạn đi mà trong rạp chiếu phim thì thường thường là anh thấy là ai cũng để bắp nước lại rạp chiếu phim mà không ai chịu mang về, thì em thì là sẽ cầm hết những cái đó của mình bẻ vào sọt rác. Thì những bạn nữ mà em nhắc bạn em cầm về nhưng mà bạn thấy không cầm và bạn cứ vậy đi về, thì em sẽ có một cái gì đó nó không tốt, mà từ đó là còn nhiều cái nữa thì em sẽ gọi là rút. Trong nhóm bạn hình như không ai tốt hết rồi. Dạ có tốt nhiều, có nhiều cả. Đó là nếu mà quen mà mem trong lúc lỡ mà không hợp người chia tay nhau thì lúc em bị mất đi một mem. Đó thí dụ đó là một lý do có thể tránh xa chính đáng. Dạ. Hôm nay bạn nói lý do là tôi thấy nếu người nào không tốt thì. Dạ dạ. Trời đẹp trai dữ. Trai chứ. Cảm ơn chị. Đâu đứng lên dòm tướng tá rồi bắt giò bắt cẳng hơn, ngon lành quá vậy ta. Mà hơi lùn hơn cô bên này. Cô bên này cao lắm. Dạ không sao, em khắc phục được chị cao. Phục cách nào? Em đi giày cao hơn. Và nói chung là em đi với bạn nữ mà cao hơn em cũng không vấn đề gì. Có ngại không gì không? Dạ không. Bắt ghê. Anh ơi em thích đi giày cao lắm á. Tại vì tôi thấy mấy cô trong nhóm của bạn cũng xinh quá trời luôn hả? Dạ. Sao bạn phải đến với chương trình ở nhà mai chính mốt? Chính vì xinh nên em sợ quen lắm. Vậy là giờ em không cần kiếm bạn gái xinh. Dạ bình thường cũng được, nhưng mà quan trọng là tính cách, tính nét. Chị thích em rồi đó. Dạ em cũng thích người phụ nữ có nước đồng tiền. Trời ơi, bên đây có luôn nè. Nước đồng tiền. Rồi ngồi tiền. Xuống đi bạn. Dạ. Rất là hoạt bát. Nói chuyện ứng xử rất là nhanh. Rất là dễ thương. Giống mẫu bạch mã hoàng vậy? Tử. Giống mẫu bạch mã hoàng tử của em không chị? Chào em. Dạ. Về đi bắn xăng phụ ảnh được không? Sao em toát mồ hôi dữ vậy Nhi? Tại em nóng quá chị. Đây sao ai nóng chân mình em nóng? Chắc tại em hồi hộp. Đúng rồi, do cái sức nóng của anh chàng bên đây nè. Dạ chắc lan tới đây á. Anh đang hot lắm, nó thấy nguyên vàng đi theo là biết anh hot cỡ nào rồi. Giờ hỏi vào bên đây được không? Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp mặt. Kéo mặt lên. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy? Dạ. Gì vậy? 2 phút bắt đầu. Rồi, chào em. Dạ. Trước tiên anh xin tặng em một đóa hoa. Rồi là lời dạ. Lời chào. Dạ, em cảm ơn anh. Anh rất là đẹp. Có giống bạch mã không? Dạ, giống rồi. Thiếu con ngựa trắng nữa. Anh đi xe màu trắng. Dạ, vậy được rồi đó anh. Quan điểm thẳng thắn về tình yêu của em là gì? Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là sự chung thủy. Em có thích màu tím không? Dạ, cũng thích. Anh cũng thích, đặc biệt thích nhất là màu tím. Và cũng thích cái quan điểm trong tình yêu của anh sự chung thủy. Dạ. Nếu như anh chơi với club mà thời gian dành cho club nhiều hơn dành cho em thì em nghĩ sao? Vậy thì em sẽ gia nhập group của anh.
Cảm ơn em. Anh thích đi phượt. Dạ, anh hỏi em rất có thích đi phượt. Dạ, thích ạ. Ví dụ như buổi sáng có thể đi khoảng 200 cây, đi về trong ngày là tổng cộng là 400 cây, em có đi được không? Dạ, thì em chỉ ngồi sau thôi mà, em đâu có chở đâu. Cảm nhận về tình yêu thế nào? Cảm nhận về người đối diện thế nào? Dạ, sau giây phút hồi nãy thì em đỡ hồi hộp và gặp được bạn nữ thì nói chung là mất đi sự hộp và kèm theo đó là sự vui mừng một phần. Cảm ơn anh. Còn em, Nhi, thấy có thỏa mong ước 27 năm chờ đợi không? Dạ, cũng có rồi ạ. Anh, sau chương trình anh cũng hy vọng là anh em mình dịch cập vé xem phim của chương trình. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định trái tim các bạn có rung động hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi hơi lo chút xíu. Sao mới có 2 mà anh bấm rồi anh? Em sợ nó không ăn. Đó bây giờ chiều cao thấy sao? Sao ba bạn bỏ rút ra thử rồi bạn? Tao dữ vậy trời. Chết rồi. Sao không? Mình em gian được mà. Dạ. Không vấn đề gì đâu đúng không? Dạ. Cao quan trọng ở đây. Hai bạn có thể nắm tay để cảm nhận về nhau. Em làm sao chứ cổ nóng lắm người, cổ đổ mồ hôi. Đây ai không ai đổ mồ hôi, có mình cổ đổ à. Em cũng đang hồi hộp. Em thấy từ nó được cái nó lanh vậy thôi. Dạ, cái đó để dịp khác ạ. Từ từ ạ. Em thích cái gì nó cũng phải có từng bước ạ. Từ từ đúng không em? Từ từ, dạ, phải là mới nhừ đúng không? Dạ. Tặng vé xem phim đi. Tôi lo những cặp đôi này, tôi thấy ngộ quá nên tôi quên cái vụ này luôn. Đây, thay mặt chương trình rồi, tặng cho cảm em. Chúc mừng em đã tìm được bạch mã hoàng tử sau 27 năm chờ đợi. Dạ. Và hy vọng rằng một ngày gần đây nhất là các Tường và Nguyễn Linh sẽ nhận được tin mừng từ hai em. Dạ, dạ. Chúc hai bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Cao dữ. Như vậy chúng ta đã trải qua 2 cặp đôi ngày hôm nay. Rất là vui thưa quý vị. Chúng tôi tin tưởng rằng là một ngày không xa thì cái niềm vui đó sẽ nhân lên gấp bội và hạnh phúc sẽ đến với họ. Hạnh phúc đến với họ thì chúng tôi cũng rất là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dưới theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Còn bây giờ thì các tôi và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất. Vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nói chung mình ghen đúng là mình ghen, còn cái gì không nên ghen thì em sẽ không có ghen. Theo em nghĩ là cỡ 1m88. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông ơi. Xin mời gia đình bên đàn gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em.
mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Ngọc Mai. Mình hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk. Em làm telesale bên mảng về dịch vụ tuyển dụng. Hiện tại em làm ở quận 1. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và bạn nữ bên kia. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, 25 tuổi. Sao hồi hộp vậy? Dạ. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên bán cà phê em. Cái gì đâu mà hồi hộp, nhân viên tao phải thoải mái lên, tự tin chứ, đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, cái cà phê á, em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ, là gia đình em có quán cà phê? Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân, làm hết. Nó còn mình nó bán, mình nó thu luôn đó. Dạ. Dễ thương á. Mai, em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em chắc là em làm telesale nên chắc là em hay nói nhiều, với lại có thể là nói nhanh một xíu. Em có cái tật xấu nào không? Có ghen dữ lắm không? Em thì em có ghen, nhưng mà ghen có, nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Còn cái gì không nên ghen thì em sẽ không có ghen. Ghen vô cớ. Có nóng tính không? Bình thường thì em cũng ít nóng tính đó. Chỉ khi mà em xúc động quá thôi. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, lại gặp ai cũng nói được hết. Khuyết điểm em ít tài lẻ lắm. Khuyết điểm là tài lẻ. Khuyết điểm là em ít tài lẻ. Thì em có mấy mối tình rồi Long? Dạ, ba mối tình anh. Ba mối tình luôn hả? Nhưng mà tài như Đông Phương không? Ui, Đông Phương không? Dạ. Em có nói với người ta không? Dạ có chứ. Em nói sao? Trong tin nhắn á, nhắn là em rất là yêu bạn đó. Bạn đó cũng vẫn nhắn lại bình thường thôi, nhưng mà bạn không có vô vấn đề là tình yêu anh. À, tức là tỏ tình mà không được. Dạ, đúng không anh? Nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ, dạ có. Có rồi, có hôn người con gái nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn. Đó, thấy chưa? Thấy bên đây cho ta còn tinh nguyên không? Còn mình thì sao? Mai, em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi. Là một mối tình duy nhất, quen được bao nhiêu lâu? Một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị. Lý do chia tay? Do là khoảng cách địa lý, với lại bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị. Bây giờ thì có điều kiện rồi đó, hai bạn ở chung một thành phố luôn. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Long? Dạ, nửa yêu thương là cần cao 1m55 trở lên. Rồi không có mà đu đòi quá, mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em gặp em thích là em... Gặp thích là thích thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Còn em? Em người mẫu lý tưởng của em thì cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 hoặc là 1m7 trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, là bình thường thôi là được rồi chị. Em dạ, không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Về tính cách thì em không thích bạn trai ba phải, đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị. Không thích con trai ba phải. Dạ. Không thích trai hút thuốc lá luôn. Dạ. Bên này không có hút, để bán cà phê, uống cà phê thôi. Dạ. Uống cà phê được không? Dạ được, nhà em ở Đắk Lắk nữa. À. Nhưng mà cà phê thì em cũng đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo xíu thôi. Dạ. Em nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể đang tiến tới được? Dạ, nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1-2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba dạ, mối tình đều là đơn phương hết luôn đó. Bà mối qua coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ, em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? Dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn? Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông dạ ơi. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua cái gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? Dạ, em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Dạ, hôm nay em đi với bạn. À, bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền.
Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ. Nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em đi rồi. Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ, xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả ở đây. Dạ, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Bọn em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Hiện tại bên em là phố núi, đây là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị bếp anh nhận xét về bạn Nam, hiện tại là bạn khá là hiền. Thì nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là khăn tròn cổ em tự đan á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh. Rồi. Ok. À, anh nãy giờ thì chia sẻ thì em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á, thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Hình mẫu của anh là không có đua đòi. Với lại biết làm công việc nhà tí thôi. Nói chung việc nhà thì em cũng biết làm. Nói chung là khi ví dụ, chúng ta mà tiến tới được với nhau á, thì ví dụ như là em làm việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về đua đòi thì anh yên tâm, em không phải là người phụ nữ đua đòi anh. Em thì em thích một người biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Nói chung là biết đối nội đối ngoại. Nhưng mà em vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi cũng muốn anh là người chính trực. Anh có lập trường vững. Đúng rồi. Với lại có ý chí. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí mới biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời ơi, hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Rồi mình hẹn hò sao đó Long? Nói cho bạn gái biết đi, tuần mình gặp nhau thế nào đó. Ví dụ như em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh, rồi anh anh lúc nào cũng thời gian cũng rảnh. À, dạ. Nhưng mà em biết không, nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa. Đâu dạ. Phải là bạn gái rảnh thì là, hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu. Em phải có cái mong muốn là em muốn gặp bạn gái. Thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời gian cho em được hay không đó. Dạ. Thì một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày? Một tuần thì tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Em làm từ 8 giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối. Thì còn sau giờ giang đó thì em rảnh. Sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau, còn hoặc thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu hả? Dạ tương lai chắc ở nhà em, nhà anh á. Được đó, đó phải vậy em... mới được, ở nhà anh đó, thì em thì vậy. Lấy chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó. Rồi. Nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích trai hay gái, với anh thích bao nhiêu đứa? Theo anh nghĩ á, con cũng như nhau, cũng như trai gái đồng cấp nhau hết. Đó, quan trọng đó là con của mình vậy, đúng không? Con của mình thì yêu thương với anh. Anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người mẫu lý tưởng của anh? Khoảng chắc 80%. Em mong là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu. Dạ, em thấy anh thì khá là hiền. Rồi bây giờ giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu mình tiến hành bấm nút nha. Em thì không có tài lẻ nhiều, thì thôi em cũng hay hát, thì hát cũng hay lắm, thì thôi em tặng mọi người một bài. Bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đắng, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Dạ, em xin hết ạ. Cảm giác rồi. Trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó. Bây giờ trở về ghế đi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn. Sau một cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè, chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy suy nghĩ
và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi. Cái cặp này bấm rất cầm đường nha. Rất là nhịp nhàng luôn. Rồi, bắt tay nhau đi Long. Ngày mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ thì Long có thể nhìn về màn hình, có thể là gia đình của Mai đang xem. Và mình xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha. Dạ, xin phép cô chú với con với lại Mai hẹn hò với nhau ạ. Con sẽ chăm lo cho Mai với lại cho Mai được hạnh phúc ạ. Sau này để anh mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi. Ừ. Rồi, lo cho em. Ừ. Các kiểu. Đúng rồi. Rồi hung coi nào. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hai đứa đi uống cà phê. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời. Em hiện tại thì có một mối tình chính thức và một cái dự bị, nhưng mà đã chia tay nhau lâu rồi anh. Em thể hiện cảm xúc ở trên cái nét mặt của em luôn. Nếu em sợ ma thì anh sẽ bảo vệ em được em. Em sẽ cắt tóc ngắn hoặc là em có thể làm tóc. Người phụ nữ mà làm đẹp cho mà làm đẹp á thì coi như là mình là người đẹp lây mà. Xin mời gia đình nhà gái. Chào kinh. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. À, bạn đang bên kia. Dạ, em tên là Thảo, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Em là quê đâu em? Dạ, em quê Tây Ninh ạ. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng bạn gái bên kia. Em cũng tên Thảo luôn, nhưng mà em tên là Nguyễn Trọng Thảo. Em 31 tuổi, hiện đang làm quản lý của FPT Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, quê đâu Thảo? Em ở Hóc Môn, Sài Gòn. Đàn gái cho tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Khuyết điểm của em á thì em sợ ma. Sợ ma. Nhiều em... người sợ ma lắm, phải mình em đâu. Dạ. Ờ em ơi, nếu em sợ ma thì anh sẽ bảo vệ em được em. Tại vì ma nó anh rất sợ. Đi ma không à. Ma nó sợ anh đúng không? Dạ. Em thể hiện cảm xúc ở trên cái nét mặt của em luôn. Là ví dụ như em vui buồn hay là em có cái gì đó nóng giận hay gì hết thì em đều thể hiện ra trên cái mặt của em. Thể hiện ngay và liền, không có che giấu được cảm xúc của dạ, mình. Dạ đúng rồi, không? Em không có che giấu. Vui là cười, buồn là khóc. Dạ đúng. Nổi giận là đập đồ. Dạ không, nổi giận em không có đập đồ. Điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, hòa đồng, với lại em dễ gần chị. Bạn trai? Thảo trai. Dạ điểm mạnh của em thì nấu ăn thì rất ok. Em thích ca hát. Trong mọi công việc thì em cũng có một cái quyết định, đó là người ta nói là đánh nhanh rút nhanh, nhưng mà phải chính xác, quyết đoán. Dạ vâng, không có cái gia trưởng, cũng không có rượu chè nọ với kia. Còn điểm yếu thì cũng hơi lụng thuộc một tí xíu đó, cho nên là cái đó là cái điểm yếu chết người của em luôn. Điểm mạnh là ca hát ha. Dạ. Giờ hát bài nào vui vui cho nó không khí coi. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha.
Rồi. Mạnh mẽ hãy quá. Trao trả lời thiết tha ha. Bên đàn gái có phút đáp bài nào cho nó vui không? Dạ em xin tặng cho mọi người có mặt ở trường quay một bài. Mình hãy như trên ngọn đồi đón nắng gió, trên tay em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta cũng có nhau. Chị cảm tưởng nếu hai bạn này mà đến được với nhau á, giống như một cây cổ thụ mà có một cái dây leo, nó quấn quanh cái cây cổ thụ đó. Bạn kia thì rất là mạnh mẽ, đúng không? Cái tiếng nói dạ, của bạn ấy, nó đúng không? Rất là mạnh mẽ, còn em này thì rất là yếu đuối, mỏng manh. Ừ. Tôi tò mò quá, tôi phải coi. Em có mấy mối tình rồi Thảo? Thảo dạ, em hiện tại thì có một mối tình chính thức và một cái dự bị, nhưng mà đã chia tay nhau lâu rồi anh. Có chính thức mà có dự bị nữa hả? Dạ, cái dự bị là đi sau cái chính thức. Tức có nghĩa là cái chính thức đó thì em quen cách đây được 8 năm. Nhưng mà khi mà em đang quen được 2 năm ấy thì gia đình bạn nữ gặp khó khăn đó. Thì bạn lại đi trẻ chưa hiếu, lại đi về lấy người khác. Rồi tới gia đình, tới bạn nữ hai ấy thì quen được 2 tháng. Vậy đâu phải dự bị, dự bị tức là em đang yêu người này mà em dự bị người khác mới là dự bị. Gần như là bắt cá hai tay á em. Bắt cá hai tay mới là dự bị. Còn nếu quen vậy không phải là dự bị tội nghiệp người ta. Gái đâu ai đi dự bị cho mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Chào em. Bao nhiêu năm rồi em không có vướng vào tình yêu nữa? Nói chung là cũng 10 năm rồi chị. 10 năm luôn, chỉ lo vào sự nghiệp, vào công việc thôi. Dạ. Bây giờ thì mọi thứ của em ổn định hết chưa? Dạ, mọi thứ em ổn định hết rồi chị. Giờ chỉ cần chờ bạn nữ bấm nút một cái một em rước về ngay luôn chị. Rước về ngay luôn. Để chị hỏi một chút về bạn nữ, thấy cái đường tình duyên của em thế nào? Thì em cũng có tìm hiểu được vài tháng thì em thấy chưa phải là người cuối cùng của mình đó. Nên em quyết định là dừng lại. Mong muốn ở cái người bạn trai là như thế nào? Về ngoại hình, em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng chị. Màu hồng hồng xíu được không? Hường hả chị? Màu hường chắc phải tẩy cho nó thành trắng được không ạ? Gì hả? Ê, là em muốn là bạn nam của mình thì không hút thuốc. Không hút thuốc, em hút thuốc không? Không hút thuốc không, luôn chị ơi. Rồi, sao nữa? Với lại là bạn nam phải tôn trọng cái sở thích cá nhân của em. Có thể là em sẽ cắt tóc ngắn, hoặc là em có thể làm nhuộm tóc, hoặc là sơn móng tay, em có thể sơn cái màu nổi, màu đậm. Không biết là bạn nam bên đây có suy nghĩ như thế nào về... Đó, em trả lời đi, em suy nghĩ như thế nào? Ủa em ơi, giờ thì cho anh hỏi nha, bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi em? Hãy hỏi xoáy đắp xoay nữa, bây giờ người ta hỏi sao mình trả lời vậy đi. Người phụ nữ mà làm đẹp, cho mà làm đẹp á, thì coi như là mình là người đẹp lây mà. Cho nên là mình phải ok thôi. Ok đúng không? Dạ. Đó, một câu là ok, tôn trọng toàn bộ những cái quyết định của bạn gái là rồi, từ bây giờ anh trai, em muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Chiều cao từ khoảng 1m45 cho đến 1m55. 45 làm gì có phụ nữ nào 45 thấp vậy? Dạ em lấy từng tiêu chuẩn cái đó thôi anh, tại vì tốt rồi. Ai cứ đòi tiêu chuẩn cao thì đúng là người mẫu hết rồi. Đúng, chính xác. Gì nữa? Giống như là ca sĩ Khởi My á. Khởi My hả? Dạ. Khởi My hả? Lên coi Khởi gì đây. Ồ, dễ thương mà. Bạn này nấu ăn rất là ok nè. Bây giờ đàn trai đưa ra dưới đó thì em thấy mình có được bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ là em cũng có thể đáp ứng được những cái phần yêu cầu của bạn. Đúng rồi, về tính cách về này kia thì anh nghĩ đáp ứng được ha. Còn Khởi My thì mỗi người có tính cách không thể nào giống nhau được đâu. Chắc phải đi thẩm mỹ phải đi thẩm mỹ mới giống được. Thẩm mỹ chưa chắc giống nữa ha. Dạ. Em đi với ai? Em đi với bạn thân của em. Sao em? Dạ em sao? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Anh Thảo ơi, em có một câu hỏi cho anh, đó là em không biết là mình có, anh tự nhận xét là mình có phải là người kiên nhẫn không ạ? Dạ nói chung là mình rất là kiên nhẫn luôn ạ. Dạ như vậy thì chúc mừng anh. Em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội, vì chị của em, chị Thảo ấy, chị khá là xài giờ dây thun. Thường thì tụi em đi chơi với nhau thì tụi em phải chờ chị khoảng đâu đó 30 đến 1 tiếng. Cho nên nếu anh là một người kiên nhẫn thì ok. Dạ cái đó thì em cứ yên tâm. Anh là luôn luôn đúng giờ nhưng mà không có gò bó với bạn nữ. Là vì như hồi nãy anh đã nói rồi, bạn nữ làm đẹp thì là mình hôm lây mà. Cho nên anh thoải mái. Nói chung là anh chờ cả đời cũng được nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Rồi hôm nay em đi với ai?
Dạ, chính ra là hôm nay là có mẹ em lên đây nhưng mà vì mẹ em đang bị bệnh ở dưới quê á, hôm qua mới bị cấp cứu tim á. Thôi được rồi, coi như là mẹ sẽ xem ở chương trình sau. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Chính xác. Mở rào. Dạ. Song Thảo gặp mặt. Chào em, anh có món quà tặng em. Hy vọng là sau này em nhìn món quà này em sẽ nhớ đến anh, tại vì nó to con giống anh. Dạ, dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Dạ, chai nước ép em tự. Được rồi, cảm ơn em. Dạ. Cái đó là cái gì vậy Thảo? Dạ, nhỏ. Chai nước ép sinh tố chị. Em tự ép hay sao? Dạ. Em tự ép hả? Dạ. Sinh tố gì vậy? Dạ thơm với cà rốt. Rồi cái này là em về em để em chân luôn, khỏi uống luôn. Uống đi để coi bạn nữ bên kia làm nước có ngọt ngào không. Anh là anh chơi nguyên lon nguyên chai luôn á. Trời, quá ngọt luôn anh Linh ơi. Ngon đúng không? Dạ. Ước gì giờ tụi có con trai trời. Dạ em ơi anh Linh luôn anh Linh. Thôi cảm ơn cái đó của em, tình cảm của em để em uống đi chứ. Rồi bây giờ mình trò chuyện đi nha. Chào em. Nhìn em bề ngoài phải nói rất là xinh luôn. Anh có quan trọng về cái tuổi tác không? Tại em lớn hơn. Dạ cũng không sao. Tuổi không thành vấn đề, quan trọng là mình hợp nhau hay không mới là vấn đề thôi em. Lớn con có 1 tuổi mà nhầm. Người ta 72, 27 còn chưa nói. Công việc của em cũng làm theo ca đó anh. Thì thời gian nó cũng sẽ linh động và nó sẽ không có thời gian cố định. Anh có thể sắp xếp được không? Anh sẽ sắp xếp được để đến bên em. Thì cứ alo cho anh trong vòng 15 phút là anh bay tới ngay. Thấy chưa? Rất là đơn giản, quyết liệt như thế. Đó, có mặt 30 giây liền. Và hiện tại là em cũng không có ý định là mình sẽ chuyển cái nơi sống xa ra Vũng Tàu á. Thì không biết là ví dụ như nếu mà tính xa hơn á thì mình có thể sắp xếp như thế nào để... Nếu mà sau này mà em mà theo anh ra Vũng Tàu thì anh sẽ bao luôn tìm việc làm cho em luôn ngoài đó luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Tại vì ở ngoài đó rất là nhiều công ty, anh quen rất là nhiều người. Đã nói là bạn này là cây cổ thụ để cho em leo mà. Đúng luôn, bạn này rất bản lĩnh á, bạn trai rất bản lĩnh á. Bây giờ vấn đề là bao giờ em có thể cho tiến tới thôi. Chắc là phải trong 1 năm. Trong 1 năm, rồi anh thấy đây là một người đàn ông là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ấy. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Chuyện tình mình chưa đi vừa tối. Lời hẹn đầu chưa đi vào lối. Thì lâu đài mang tên tình ai. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hay lắm. Một cái bài hát thay cho lời muốn nói. Còn cái chuyện chọn lâu đài tình ái hay không là do cô gái. Bấm nút để về lâu đài tình ái. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Và bây giờ là 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm nút à? Dạ. Trời ơi, lý do tại sao vậy em gái? Dạ tại vì em nhớ là em không có ở Vũng Tàu á anh, em không. Trời ơi em ơi, anh đã nói rằng là em muốn ở đâu là quyền quyết định của em. Hãy mở lòng ra đi, anh nghĩ rằng đây là một chàng trai đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng để đưa em về lâu đài tình ái. Một cái cánh cửa lâu đài mở rộng, một cái ngôi nhà tình yêu mở rộng ra như thế. Anh nói thật sự nha, anh rất kết anh này ở đây nè. Tất cả đều quyết liệt và tất cả đều có những phương án hết. Tiếc quá trời tiếc luôn. Rất là bất ngờ em gái ơi, em hãy mở lòng mình ra nữa. Xung quanh tao chúng ta còn rất là nhiều điều tốt mà không phải lúc nào tao phải gặp được điều đó đâu. Không phải lúc nào tao phải gặp một cái người mà sẵn sàng mở cửa cho chúng ta đâu. Ha? Chúng tôi đã kết duyên nhưng có phận, đành phải chịu thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Dạ, xin cảm ơn. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một mảnh ghép của mình nha. Hãy mở lòng mình ra, hãy mở cánh cửa tình yêu, hãy mở vườn hồng để có người bước vào đó, em gái nha. Thôi, mình không có nợ rồi, mình đi tìm một người nào đó mượn nợ nha. Ok. Rồi, em đi này. Chai nước của em đó, cứ đem về uống nước đi. Thiệt là tiếc. Có những điều bất ngờ mà chúng tôi không thể đoán được thưa quý vị. Ôi, làm sao mà biết được, vấn đề là gõ cửa trái tim. Đó, cái trái tim này, cái người gõ cửa chưa đúng. Thì đúng thành rồi. Ra thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại chương trình, quý vị có thể vào cổng thông tin Lớp TV hoặc là những MCV Media và subscribe quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em thì có cái tính chịu khó, thích làm việc kiếm tiền. Thì còn cái điểm yếu của em là em không có được đẹp trai, không cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có cao gì đâu anh. Em thích ca sĩ Như Quỳnh á. Trời ơi, tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à. Yeah. Người mẫu mà em thần tượng là anh Quyền Linh. Cảm ơn em. Anh cũng mộc mạc lắm em ơi. Anh mộc mạc lắm á. Nhưng mà không đẹp trai mà anh Quyền Linh. Khỏe đó, anh thích hai cái là nằm luôn á. Rồi này dư khả năng lấy vợ. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.